Chào quý anh, bà con, quý anh chị ha. Video hôm nay mình chia sẻ mọi người về cắt mít nữa ha. Rồi mời quý anh chị theo chân mình đi cắt mít ha, để xem tham khảo và giải trí chưa. Trời mấy bữa nay mưa liên tục quý anh chị, mưa đất ẩm ướt hoài cái mít đó nó chậm lên màu ha, nên cắt chắc cũng không biết nhiều ít nữa. Thì cắt thử mấy trái ra coi màu nó sao, rồi mới để lại ba bữa sau, bốn bữa sau cắt lại cái nữa. Mít này cắt ngày cái tháng 9 mình nghe quý anh chị, bữa nay ngày 3 tháng 9 ha, 2021 âm lịch mình đó. Thì mít đầu giai đoạn này chuẩn bị rộ rồi, thì giá mít bữa nay cũng khá ổn nha mọi người. Ê, ông lấy cái thang gà chậm, đưa thang cho ông leo đi. Cây nào cao lấy thang lại. Kiểu này nó chở màu lại chắc cắt sớm lại á. Hả? Dạ. Chứ để cái nó... Này cắt ngày bữa nay rồi 3-4 ngày nữa lên cắt. Ừ. Chở màu lại. Mấy cái này được rồi, em thấy cắt được. Ừ, tập. Nếu mà nắng lại lên rồi. Lâu ngày lên, thử lên bọc ra. Ông lấy mít tới tông mũi gì? Chứ để chín quá rồi nó... À, chút. Đi ấy. Kìa coi giờ mở tiếp. Cắt rồi đi. Đẩy lưới lại đó gà mổ. Rồi với ngọt xuống đẩy lưới lại. Do mưa nhiều quá, cái nó chở màu lại nó không lên màu. Cái năng nạn nó cũng tớ màu hết rồi. Dạ hết rồi nè, tại mưa nè. Vào. Vừa tới. Chứ được đó. Hai lần nữa không? Tới rồi. Xịt thuốc không? Bỏ đây nữa hả? Rồi sáng giờ nắng đêm cái chiều lại mưa. Trưa. Trưa lại mưa dập dập luôn. Đúng rồi, cái này cắt gọn quá quý anh chị. Mà do mưa chở màu lại cái yếu màu lại. Nên nán lại 3-4 ngày nữa đi. 3 ngày nữa. Rửa mấy trái nào thấy được cắt, mấy trái yếu là bỏ lại rồi đấy. Cái này cứ gọi ăn 5 trái hả? Vậy ra bông lại. Trái này để sao mà theo tới luôn. Cái này xích nó bự lên nó khỏe. Quầy là gom vô trong đi chồng. Rồi chuyến sau đi vòng qua bên dắt bên lúa của hai á. Tôi chéo là ổng vào lộn. Này ba cái măng cầu mình làm trái này ra đọt chim. Bông cái gì?
chế cặp mà cho nó chưa tới nữa. Vào tháng nuôi dầm này mít dễ bị sụn lắm nha quý anh chị, sụn với sơ đen nó nhiều. Cái tớp này mình vừa ăn trái xong rồi đầu nó ra bông mới này quý anh chị, nó như ăn trái chiên ha. Cái này cái gì đang ra bông thêm. Một trái lớn và mấy trái nhỏ theo nói chuyện xem ha, thì mình ăn mình kéo dài qua có thể là tới Tết ha. Thì đối với cây nào mà đủ sức thì ra bông tiếp, còn cây nào mình để trái mà nhiều đó thì nó suy lại thì nó chậm ra bông lại, còn nào nó còn sung sức để ra. Nếu mà trời không mưa dầm mấy bữa nay thì hôm nay cắt rộ luôn á. Vụ trước á, vụ năm rồi cũng lột xé chỉ gì không. Ôi ôi nặng quá rồi bà con ơi. Cầm mấy cái bơm bự quá mà không biết nên thăng rồi. Cái này cũng khoảng 25 kg. Cắt mặt không biết trong ồ wow luôn. Thì cái mít mình trồng thấy trồng thưa thì nó đạt ha quý anh chị, trồng thưa cây nó bự thì lấy cái tàn nó nhiều quá thì ra trái chất lượng ha. Trời chỉ mưa mới quay cái máy nữa chắp tối rồi. Tượng sướng hơn. Có nước á. Bị nước, bị nước. Cái mưa này mít nó vô sụn nước nha quý anh chị, cái lượng mưa mình hoài cái đất nó ẩm hoài á, nó không khô dễ bị hiện tượng sụn nước. Nói chung là phải dính chứ không phải là tài nào hết, 10 trái phải dính 1 trái sụn với sơ đen ha. Chưa có con cử mưa rút nước không kịp, ngày cử đó cái máy mưa tường nó bị hư nữa rút không kịp. Cái mùa này khai nước càng sâu càng tốt quý anh chị.
rồi trái dưới. Mưa nhiều đi. Cây này bị dông cắt nhánh. Giật nhánh với cũng ảnh hưởng tới cái nuôi trái ha. Làm trái mình nó giật lại liền. Đúng rồi, mấy này tới hết nè. Để 3 bữa nữa. Để bên này chưa luôn hả? Chưa. Cái này tưởng cái này là quất hết rồi. Bọn Thảo cắt dưới hay gì? Đường lâu chính. Rồi mới xuống ha. Chưa. Thì cái bông chuyền đợt sau này mình không có kích gì lại nữa nha quý anh chị.
mình kích cái cử đầu trái bự đó rồi mình ăn ra bông chèn theo luôn ha, chứ mình không nên kích hoài. Chúng ta chỉ vô khoan cho nó là nó đủ sức là nó ra bông thì mình gãi cũng cân đối ha. Thì ở đây mình xài dòng 20-15 đầu trâu á, với mình trộn thêm humic hoặc là hàng canxi silic ha, để cho nó đủ dinh dưỡng rồi nó tự ra bông chuyền luôn. Chai này đó hai chai ăn cuốn. Rồi giao anh cắt đi, tôi đi gom ha. Rồi mình đi gom mít nữa cho nó kịp. Rồi, cái cây mít mà bữa cái mít mà cái video trước mình chia sẻ mọi người nè. Thì cây này mình chia sẻ về cái tuổi lấy trái, cây 17 tháng. Thì cái trái này bữa nay già cắt này ha. Còn hai trái chỗ này nè quý anh chị. Nó ra cái bông đẹp lắm. Và hôm thì thấy bông rất đẹp ha. Nhưng mà khi mà đậu thụ phấn lại á thì nó đậu không đều, nó bị giật mép. Giật mép thì mình cắt bỏ luôn. Để mình bỏ trước cái trái này để sau, nhưng mà nó bị méo bên nhiều quá. Mình cắt bỏ luôn ha. Này cái cuốn của nó nè, da thì cũng xanh như nó nhưng mà nó bị lép nhiều. Bởi cái trái mình mà thấy ra tròn chứ chưa chắc là lấy trái được ha. Nó vẫn bị ảnh hưởng là thụ phấn không được, hoặc là khi mà hụt dinh dưỡng nó vẫn bị lép ha, nên mình vẫn phải loại. Và mình giữ cái trái này thì như trái này nó còn đủ sức, nó sẽ ra bông mới nữa ha, ra bông tiếp nữa. À, cái bộ lá nó còn rắn, vẫn còn tốt ha, vẫn còn khỏe. Thì này đủ khả năng nó ra trái tiếp nữa. Chung là có mấy cái bông nhỏ mình cũng loại bỏ rồi. Thì khi nào nó ra bông đẹp rồi mình lấy tiếp tục nữa. Rồi thì cắt xong nãy giờ quý anh chị. Nãy giờ thì hai trò đi gom mới vừa rồi luôn. Hiện nay được nhiêu mít nè. Thì tầm chắc khoảng tấn ngoài. Rồi giờ chỉ còn đỡ giạt mặt ra nữa ha, rồi phân loại mít nữa. Trời mưa cái đường chợt đẩy đi nó chợt hơi khó đi, anh đẩy nó hơi đuối. Rồi video chia sẻ với anh chị bữa cắt mít ở đây tạm dừng ha. Rồi chào tạm biệt mọi người ha.